Bảo Khả Mộng, Thám Tử, xuyên qua anim thế giới, hệ thống dòng chảy trưởng thành, tên tôi là Lục Nhất, tôi chết vì xét đánh. Trời ạ, à, sao ta lại xui xẻo như vậy? Đi cô nhi viện đường cái đối diện mua cái kem, liền bị thình lình xuất hiện chính nghĩa cho thẩm phán. Làm ơn đi, ngày thường tôi ngoài trừ hù dọa tiểu chính thái, lấy súng cao su bắn chim, nhìn lén nữ hộ lý tắm rửa, đánh bài thu quịch nợ, lôi kéo bà cụ vượt đèn đỏ, đi tiểu vào góc chết giám sát của cô nhi viện, đem rượu thuốc trân quý 30 năm của viện trưởng cầm đi tưới hoa ra, cũng không làm chuyện gì xấu a, à, sao lại chém chết tôi? Chỉ vì tôi đi mua kem mà không định trả tiền sao? Thế đạo này cũng quá bất công. Tiểu ca ta thật vất vả sống đến 16 tuổi, còn chưa bắt đầu đại triển thân thủ, ngươi một cái lôi đình liền tuyên cáo toàn bộ kịch kết thúc cho ta. Chờ một chút, hình như có chỗ nào không đúng ta lúc trước rõ ràng đều ngửi được trên người mình mùi thịt vì cái gì bây giờ còn có thể mở mắt a à này sao xung quanh nóng thế mát ma núi lửa chết tiệt cái này một cái lôi là đem lão tử bổ tới nơi nào a à? chương một hồng liên đảo bạn đang nghe tại truyện chấm audio tên tôi là lục nhất tôi chết vì sét đánh trời ạ à, sao ta lại xui xẻo như vậy đi cô nhi viện đường cái đối diện mua cái kem, liền bị thình lình xuất hiện chính nghĩa cho thẩm phán. Làm ơn đi, ngày thường tôi ngoại trừ hù dọa tiểu chính thái, lấy súng cao su bắn chim, nhìn lén nữ hộ lý tắm rửa, đánh bài thu quịch nợ, lôi kéo bà cụ vượt đèn đỏ, đi tiểu vào góc chết giám sát của cô nhi viện, đem rượu thuốc trân quý 30 năm của viện trưởng cầm đi tưới hoa ra, cũng không làm chuyện gì xấu a. À? Sao lại chém chết tôi? chỉ vì tôi đi mua kem mà không định trả tiền sao thế đạo này cũng quá bất công tiểu ca ta thật vất vả sống đến 16 tuổi còn chưa bắt đầu đại triển thân thủ ngươi một cái lôi đình liền tuyên cáo toàn bộ kịch kết thúc cho ta chờ một chút hình như có chỗ nào không đúng ta lúc trước rõ ràng đều ngửi được trên người mình mùi thịt vì cái gì bây giờ còn có thể mở mắt a à? này sao xung quanh nóng thế mát ma Núi lửa. Chết tiệt. Cái này một cái lôi là đem lão tử bổ tới nơi nào à? Tinh linh thế giới, hồng liên đảo. Một vị lão đầu râu bạc thông minh tuyệt đỉnh đứng ở chỗ cao, nhìn thiếu niên cả người cháy đen phía dưới ngay người một trận. Tiểu tử này xuất hiện từ đâu? Còn sống. Lão nhân tên là Hạ Bá, từng nhậm chức quán chủ hỏa hệ đạo quán khu vực quan Đô. Đương nhiên, hắn còn có một tầng không muốn người biết thân phận đó chính là tội ác tổ chức, hỏa tiễn đội, đã từng thủ tịch khoa học gia. Giờ phút này, hạ lão gia tử trừng mắt nhìn, nín thở ngưng thần quan sát hồi lâu, mới xác định tiểu tử cháy đen kia động đậy một chút, còn có dấu hiệu sinh mệnh. Hắn vội vàng gọi lão tiểu nhị bị khả tay của mình ra, ba bước thành hai bước chạy tới bên cạnh thiếu niên. Thiếp si, với giọt nước sự sống. Theo hạ bá nói xong, sinh linh đáng yêu màu hồng nhạt bên cạnh hắn bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng sinh mệnh, ngay sau đó một cổ nguyên tố lực ấm áp mềm mại bao quanh lục nhất chu nhưng lục nhất lúc này vẫn chưa đắm chìm trong sảng khoái đại não của hắn giống như là bị một loại kích thích nào đó không ngừng nhớ lại lời nói lúc trước của lão nhân piccolo giọt nước sinh mệnh đây không phải là bảo khả mộng thế giới mới tồn tại xưng hô sao ta tích ngoan ngoãn chẳng lẽ chính mình trọng sinh a à không là trực tiếp xuyên qua đến bảo khả mộng thế giới tới rồi Hô. Hô. Hô hấp của lục nhất có chút dồn dập, hắn còn chưa thể từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Hạ bá ở một bên quan sát thương thế của hắn, vẻ mặt cháy đen bên ngoài cơ thể dĩ nhiên bị giọt nước sinh mệnh chậm rãi tinh lọc, trạng thái thiếu niên cũng có chuyển biến tốt đẹp, xem ra hôm nay lại là một ngày làm việc thiện tích đức. Khóe miệng cong lên, hạ bá giúp lục nhất quét bụi đất trên vai, sau đó hăng hái nhìn anh. Tiểu tử, khá hơn chút nào chưa? cảm ơn ngài. Lục nhất gật đầu thật sâu với bác hạ, trạng thái hiện tại của ông ta cũng không bất cần đời như trước, dù sao đối phương cũng được cho là ân nhân cứu mạng của mình, lục nhất ở phương diện này vẫn rất coi trọng. Mà hắn cũng là nhân cơ hội này, cẩn thận đánh giá bên cạnh lão nhân cái kia màu hồng nhạt sinh linh. Vonima Đúng là Piccolo. Lục nhất giờ phút này suýt nửa đại não ngừng hoạt động, hắn thật sự không biết nên miêu tả kinh ngạc trong lòng mình như thế nào bác hạ thấy cậu ngây người còn tưởng bị tổn thương đầu óc vội vàng đề nghị lục nhất tiên cùng mình trở về nghỉ ngơi tiểu tử ta thấy ngươi bị thương không nhẹ đêm nay ở chỗ lão phu ta nghỉ ngơi đi muốn ăn gì cứ mở miệng những lời khác chờ ngươi tỉnh dưỡng thân thể tốt rồi nói sau nghe vậy lục nhất quả thực vô cùng cảm kích hắn đang lo không biết giải thích lai lịch của mình như thế nào đây đây không phải là cung cấp cho mình đầy đủ thời gian suy nghĩ sao tốt cảm ơn ngài lần nữa ngày hôm sau lục nhất dậy rất sớm hắn tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều nhưng cái gì câu bác cũng không nghĩ ra duy nhất có thể làm hắn cảm thấy vui mừng chính là rốt cục chống lại thân phận lão giả sống ở vùng núi lửa ngày thường mặc quần áo nghiên cứu màu trắng trên sóng mũi còn có một cặp kính râm không nghĩ đến câu đố mới sẽ vĩnh viễn không tháo xuống hắn tuyệt đối là quán chủ hạ bá của hồng liên đảo tuyệt đối đây chính là lương duyên trời ban a lại bị mình gặp một vị đại lão như vậy lục nhất vô cùng hiểu rõ bảo khả mộng thế giới đó là hắn những năm gần đây yêu thích nhất cũng là địa cầu thế giới số một trò chơi cùng hoạt hình ip tuy nói tài nguyên giải trí của cô nhi viện không tính là phong phú nhưng cũng thường xuyên có những đứa trẻ nửa đường bị cha mẹ vứt bỏ mang theo các loại thiết bị trò chơi nhập viện lục nhất và bọn họ ở chung cũng không tệ đã sớm chơi trò chơi chính thức của các thế hệ rồi trong đó hạ bá tiên sinh có thể xem như một trong những vị lão nhân thần bí nhất trong thế giới bảo khả mộng hắn thực lực cường đại thông minh tuyệt đỉnh không chỉ có ở tinh linh chiến đấu phương diện trình độ khá cao càng là tinh linh thế giới đứng đầu nhất khoa học nghiên cứu giả trong trí nhớ của lục nhất hạ bá coi hồng liên đảo là hậu viện nhà mình ngay cả truyền thuyết bảo khả mộng hỏa diễm điểu cũng thường xuyên tới làm khách. Hơn nữa, hắn chính là xuất lĩnh đoàn đội sáng tạo ra siêu mộng gia hỏa. Dùng sức một mình thay đổi sinh thái tinh linh của bảo khả mộng thế giới. Chính là không biết, chính mình hiện tại xuyên qua đến cái nào tuyến thời gian. Đây là thế giới đỏ thẩm hay là thế giới của tiểu trí? Sáp và siêu mộng vẫn còn kết nối cơ thể sao? Mang theo rất nhiều nghi hoặc, lục nhất đứng dậy hoạt động vài cái, tận lực làm cho đầu óc tỉnh táo một chút, để ứng phó với biến cố tiếp theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa nhất định phải nói chuyện với ông Hạ rất nhiều, lục nhất phải tìm cho mình một lý do thoái thác hợp lý mới được. Một lát sau, hắn đẩy cửa phòng ra, đi tới Hồng Liên sở nghiên cứu tầng hai hành lang. Viện nghiên cứu này không giống với tiến sĩ Đại Mộc, người sau chủ yếu nghiên cứu tập tính và đặc điểm của các loại bảo khả mộng, mà người trước lại dựa vào hoàn cảnh xung quanh núi lửa, trọng điểm nghiên cứu lĩnh vực sinh thái. Sở nghiên cứu Hồng Liên mang đến cho lục nhất cảm thụ lớn nhất chính là nóng, thật đặc biệt nóng. Nơi này là hỏa thuộc tính bảo khả mộng địa đàn, nhưng đối với các loại sinh vật khác mà nói có thể so với địa ngục. Lục nhất có chút bội phục hạ lão gia tử, ông ta lớn tuổi như vậy, lại còn có thể thừa nhận hoàn cảnh địa lý khắc nghiệt như thế. Sau khi đi xuống cầu thang, lục nhất gặp được rất nhiều tinh linh đáng yêu tự do chạy trốn ba con ngựa lửa nhỏ đang chạy trong đại sảnh, trông rất vui vẻ, lục vĩ cùng hỏa y bố vây quanh núi giả ngươi đuổi ta đuổi, tựa hồ đang tiến hành trò chơi nào đó. Xa xa, tiểu hỏa long và hỏa cầu thử không biết đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng sẽ quay sang vị trí của lục nhất, sau đó quay đầu xì xào bàn tán một phen. Cảnh tượng vô cùng tốt đẹp này làm lục nhất chấn động thật sâu, làm hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cuộc sống ở chỗ này cũng không tệ. Trong lúc hoảng hốt, khi lục nhất còn đang quan sát các loại hỏa thuộc tính tinh linh, tự hỏi mình có nên mở miệng hướng hạ bá thu phục một con hỏa hệ ngự tam gia hay không, một tiểu gia hỏa nào đó vẻ mặt ngây thơ, lắc lư cái đuôi nhỏ lông xù, dừng chân ở bên cạnh lục nhất. Mà cùng lúc đó, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, khiến lục nhất ngơ ngẩn tại chỗ. Đinh Phát hiện đối tác chính nghĩa, tự động kích hoạt hệ thống thiên phú phát triển cấp SSS. Phán quyết chính nghĩa Chương 2 Chính nghĩa tài quyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lục nhất bối rối, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân của giọng nói. Ba con ngựa lửa nhỏ vẫn vui vẻ chạy, đám hỏa y bố cũng đắm chìm trong trò chơi, dường như không ai nghe thấy giọng nữ kia nhắc nhở. Lục nhất lại đem tầm mắt tập trung ở bên chân mình, đó là một con chó nhỏ lông xù bảo khả mộng. Chó mèo nó có thể nói là lục nhất yêu thích nhất hỏa hệ bảo khả mộng đã từng vô luận hắn chơi cái nào đời đời trò chơi tác phẩm đều sẽ đi bồi dưỡng một cái cường đại phong phong cẩu bất quá so với thân cận với tinh linh mình yêu nhất lục nhất hiện tại càng muốn làm rõ một chuyện thanh âm vừa rồi có phải là thần giao cách cảm của tiểu gia hỏa này hay không tiểu tử kia thoạt nhìn cùng địa cầu xa mòi kém không nhiều lắm thân cao gần một mét giờ phút này chính tả ngửi phải phân biệt lục nhất mùi thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng hắn thè lưỡi thoạt nhìn rất là đáng yêu lưu chấm y y ngồi xổm xuống và hỏi nó trong khi vuốt ve đầu con chó katy vừa rồi là ngươi đang nói chuyện với ta sao nghe vậy tạp đế cẩu trừng mắt nhìn biểu tình dần dần toát ra một mặt mộng bê cảm giác ai đã nói chuyện với anh người này nghe lầm sao vốn cảm giác đối với tiểu tử này rất có hảo cảm như thế nào thoạt nhìn không thông minh a à, nếu không vẫn là cách xa một chút đi. Ngao. Tạp đế cẩu kêu một tiếng, lập tức lắc đầu, xoay người chạy đi gia nhập tiểu hỏa long chúng nó xì xào bàn tán. Lục nhất sửng sốt tại chỗ, cư nhiên cũng không phải là tiếng cho Kitty. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ chính mình thức tỉnh chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy thiên phú hệ thống sao? Nói đến hệ thống, lục nhất đối với đồ chơi này đại khái có chút hiểu biết dù sao các loại tiểu thuyết từng làm bạn hắn vượt qua cô nhi viện vô số tịch mịch ban đêm nhưng hắn cũng không có trước tiên hướng phương diện này liên tưởng bởi vì phạm là người bình thường trong đầu trống rỗng xuất hiện một đạo tiếng vang đầu tiên sẽ xuất hiện phản ứng nhất định là mộng bê một lát sau lục nhất ổn định tinh thần thử hướng hệ thống nói ra nghi hoặc trong lòng ngươi là thiên phú hệ thống của ta đúng không hệ thống đã tiến vào trạng thái kích hoạt, có thể tùy thời cùng ký chủ câu thông. Ký chủ ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài giải đáp? Chết tiệt! Thật đúng là! Nghe hệ thống trả lời, lục nhất bất giác mở to hai mắt. Nhưng hắn một giây sau liền kịp phản ứng, chính mình còn đứng ở hồng liên sở nghiên cứu đại sảnh đây. Hơn 10 con bảo khả mộng xung quanh đồng loạt nhìn về phía lục nhất, trong ánh mắt tràn đầy không thể hiểu được tiểu ca này ngồi xổm ở đó lẩm bẩm cái gì vậy? Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Tạp đế cẩu, hướng tiểu hỏa long bên người kề sát. Ta từ vừa rồi cũng cảm giác hắn không phải người bình thường. Tiểu hỏa long đưa tay phải ra, dán vào tai con chó Kitty. Nghe nói hôm qua bị sét đánh hỏng đầu óc. Hỏa cầu thử, nhếch miệng, vẻ mặt tiếc hận đứng ở một bên. Chật chật chật, một hài tử rất dương quan, đáng tiếc. Lục nhất nhìn thấy các tinh linh phản ứng rất là im lặng, nhưng lại không tiện cùng chúng nó giải thích, dù sao quan minh chính đại hướng người khác trình bày chính mình thức tỉnh hệ thống, phỏng chừng ngược lại càng biết ngồi thật cái này, đầu óc không bình thường, người thiết lập. Sau một phen suy tư, anh quyết định vào nhà vệ sinh tránh gió trước. Nơi đó tương đối yên tĩnh, thích hợp cho mình cùng hệ thống tiến hành giao tiếp. Mà cũng đúng lúc này, hạ bá tiên sinh nghe được động tĩnh trong đại sảnh từ phòng thí nghiệm đi ra nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của anh, dường như muốn chia sẻ chuyện thú vị gì đó với Lục Nhất. Lão Phu tối hôm qua nghĩ tới một câu đố mới, người có muốn thử xem có thể đoán ra hay không? Câu đố là Đầu trọc, râu ria Hạ tiền bối, thứ lỗi cho tôi thất lễ Ông cụ còn chưa nói xong đã bị Lục Nhất ấy nấy cắt ngang Tôi muốn đi vệ sinh một chuyến, lát nữa sẽ cùng ngài chậm rãi trò chuyện Nghe được lý do thoái thác của Lục Nhất, Bác Hạ làm ra động tác kinh ngạc trước khoa trương, lập tức đưa tay chỉ về phía đông sở nghiên cứu. Được, có thể hiểu được, người có ba việc gấp mà. Nhà vệ sinh ở bên kia, cậu đi trước đi. Lục nhất lễ phép gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Hạ bá nhìn bóng lưng anh rời đi, bất giác dùng ngón tay xoa xoa cầm. Anh nghĩ mãi mà không ra, mình còn chưa nói xong đề mục, sao lục nhất lại đoán được đáp án chứ? Câu đố vừa rồi là đầu trọc, râu ria, đeo kính trăm mặt áo trắng. Đoán một nhân vật. Đáp án chính là bản thân Hạ Bá. Đây chính là phiên bản cường hóa thăng cấp của câu đố đầu tiên của Hồng Liên Đạo Quán. Không nghĩ tới tiểu tử này trong nháy mắt liền đoán ra. Hạ Bá nhíu chặt mày, não tràn ngập trí tuệ chiếu rọi ra từng trận quan huy. Chẳng lẽ hắn biết ta? Được rồi, hiện tại chung quanh không có ai. Lục nhất đóng chặt cửa phòng vệ sinh, bắt đầu nói chuyện với hệ thống phán quyết chính nghĩa rốt cuộc là cái gì anh có thể giải thích chi tiết hơn chút không đinh thu được nghi vấn của chủ ký sinh hiện tại bắt đầu giải đáp cho ngài chính nghĩa phán quyết là sss cấp tăng trưởng hình thiên phú có đánh nát thế gian hắc ám cùng tà ác lực lượng nó tổng cộng có được bốn cái kỹ năng mỗi khi có bất đồng loại chính nghĩa đồng bọn gia nhập hàng ngũ ký chủ liền có thể mở khóa một hàng kỹ năng mỗi kỹ năng đều có khả năng phát triển đòi hỏi vật chủ phải liên tục tích lũy điểm công lý và hoàn thành nâng cấp khi đạt đủ điểm lục nhất cẩn thận lắng nghe hệ thống miêu tả nhưng bất tri bất giác lại càng nghe càng mơ hồ đối tác công lý nghĩa là gì và điểm công lý nghĩa là gì hệ thống tiếp tục trả lời đồng bọn chính nghĩa tức bảo khả mộng có đặc tính chính nghĩa chi tâm ký chủ cần thu phục các loại tinh linh có chính nghĩa chi tâm cũng mượn lực lượng của chúng để mở khóa kỹ năng thiên phú. Mà chính nghĩa điểm thì là chỉ ký chủ mỗi điều tra phá một lần án kiện, mỗi khung phù một lần chính nghĩa thu được điểm số. Chính nghĩa điểm tích lũy càng nhiều, ký chủ các hạng năng lực lại càng mạnh, cụ thể số liệu cần tại mở khóa tương ứng kỹ năng sau mới biểu hiện. Nghe vậy, lục bán dạ mơ hồ gật đầu. Hệ thống này nghe cũng rất mạnh, có không gian trưởng thành rất cao cũng không biết cường độ những kỹ năng này như thế nào có thể ảnh hưởng đến chiến đấu giữa tinh linh hay không ta hỏi lại ngươi như thế nào phân biệt phù hợp hệ thống yêu cầu chính nghĩa đồng bọn cùng chủng tộc chính nghĩa đồng bọn không thể mở khóa bất đồng kỹ năng đúng không đúng vậy hệ thống trả lời bản hệ thống tự mang nhận dạng chức năng sẽ tại phát hiện có mãnh liệt chính nghĩa chi tâm ưu tú đồng bọn lúc hướng ký chủ phát ra nhắc nhở một khi chủ ký sinh thu phục đồng bọn chính nghĩa của chủng tộc nào đó, sau đó thu phục bảo khả mộng cũng không thể kích hoạt kỹ năng khác. Dứt lời, Lục Nhất đại khái đã hiểu rõ cơ chế mở khóa kỹ năng này. Đơn giản mà nói, chính là giống như con chó Kitty vừa rồi. Hệ thống nhận dạng nó vì đồng bọn chính nghĩa, chỉ cần nó nguyện ý trở thành đồng bọn của Lục Nhất, làm bạn với Lục Nhất cùng đi trải qua mạo hiểm tương lai, Lục Nhất cũng có thể mượn lực lượng của tạp đế cẩu để mở khóa kỹ năng. Chương 3 Chủ nghĩa ăn chay giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tuy nói cái này nhất định phải bất đồng chủng loại chính nghĩa đồng bọn gia nhập đội ngũ mới có thể mở khóa kỹ năng mới, thiết lập, đối với lục nhất nói có chút tiếc nuối dù sao hắn có cơ hội tại hạ bá nơi này thể đến buJ Hỏi về mong muốn của nhiều con chó mèo quý hiếm. Nhưng nếu đã đi tới thế giới của bảo khả mộng, lục nhất cảm thấy mình nhất định phải tôn trọng quy luật sinh thái của thế giới này nhân loại và bảo khả mộng hẳn là tôn trọng lẫn nhau bình đẳng lẫn nhau khẳng định không thể giống như trò chơi coi tinh linh là con mồi của mình tùy ý bắt được nói đổi là đổi ở chỗ này đối đãi với bảo khả mộng tự như đối đãi với người thân của mình phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với mỗi một vị đồng bọn hợp tác dụng tâm đi che chở chúng nó làm bạn với chúng nó coi như chính mình thiên phú hệ thống cùng thu phục tinh linh có quan hệ lục nhất cũng không hy vọng chính mình tương lai mạo hiểm là ông mở khóa kỹ năng tâm tính. Hắn thế tất yếu thủ vững bản tâm, thu phục mỗi một tinh linh đều là bởi vì duyên phận đến, mà không phải mang theo mục đích rõ ràng. Anh quyết định yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thiên phú hệ thống các loại đồ vật căn bản không trọng yếu, lục nhất có lòng tin trở thành một gã đỉnh cấp chuyên nghiệp nhà huấn luyện. Lại nói tiếp, hệ thống thiên phú này thật đúng là rất thích hợp với mình. Lý tưởng ban đầu của Lục Nhất chính là trở thành một thám tử, dựa vào lực lượng của mình đánh nát bóng tối thế gian, còn có thể thuận tiện điều tra cha mẹ hắn đến tột cùng họ gì tên ai, vì sao phải vô tình vứt bỏ chính mình. Trước đây ở Trung Quốc, nghề thám tử không tồn tại ở Đại Lục, bởi vì công việc liên quan nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người dân, pháp luật và tình hình quốc gia không cho phép. Nhưng hiện tại không giống vậy, Lục Nhất có thể ở tinh linh thế giới đại triển thân thủ, hơn nữa hắn chỗ thức tỉnh thiên phú hệ thống cũng vừa vặn cùng lý tưởng nhất trí. Trong quá trình thực hiện lý tưởng lớn lao của mình, có thể kết bạn với đồng bọn chính nghĩa trên đường du lịch là tốt nhất, nếu không, cho dù duyên phận thủy chung chưa tới, lục nhất cũng tuyệt đối sẽ không vì mở khóa kỹ năng mà làm ra hành động vô trách nhiệm. Được rồi, cảm ơn anh, tôi đại khái đã có khái niệm cơ bản. Một vấn đề cuối cùng, ta mỗi lần cùng ngươi đối thoại nhất định phải phát ra âm thanh, đem người đánh thức sao không phải hệ thống lại lên tiếng ta tồn tại ở ký chủ thức hải bên trong ký chủ chỉ cần bảo trì ngưng thần chuyên chú một cái ý niệm liền có thể đem ta thành công đánh thức hơn nữa đối thoại cũng có thể thông qua ý thức trao đổi nghe vậy lục nhất thở phào nhẹ nhõm thì ra là như vậy hắn thử nghiệm tính ngậm miệng lại ở trong đầu hạ đạt đóng đối thoại mệnh lệnh sau một khắc liền nghe được một tiếng đinh nhắc nhở âm từ đó về sau trong đầu khôi phục bình tĩnh ngày xưa cũng tiện lắm bớt được không ít phiền toái lục nhất lẩm bẩm trong lòng thoải mái không ít may mà hệ thống này có thể trao đổi tinh thần nếu không vạn nhất sau này mình ở vào trường hợp nhiều người hoặc là vì phá án mà xâm nhập doanh trại địch mạo hiểm mở miệng cùng nó câu thông chỉ sợ sẽ tạo thành quấy nhiễu cực lớn lục nhất đơn giản nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước sau đó hít một hơi thật sâu, lấy tư thái tinh thần phấn chấn trở lại đại sảnh. Hạ bá lúc này đang đứng ở đông đảo hỏa hệ bảo khả mộng bên người, dựa theo tuổi tác cùng thực lực đẳng cấp bất đồng, vì chúng nó chuẩn bị không giống nhau tinh linh đồ ăn. Bọn trẻ ăn rất vui vẻ, lục nhất yên lặng đợi ở đằng xa hồi lâu, xác nhận bác hạ làm xong việc trong tay, mới mở miệng hỏi thăm. Tiên sinh, tôi đã trở lại, vừa rồi vô cùng xin lỗi. Nghe vậy, bác hạ đứng thẳng người, Chẳng hề để ý quay đầu cười cười với ông Xin lỗi cái gì nha Lão đầu tử ta mới xin lỗi đây Suy nghĩ cả đêm liền nghĩ ra như vậy Cái phá câu đố Bị tiểu tử ngươi trong nháy mắt liền đoán được Hả Lục nhất có chút bối rối Anh đoán được đáp án từ khi nào Chính mình rõ ràng ngay cả nội dung đề mục Là cái gì cũng không cẩn thận nghe à Hà tiên sinh Có phải ngài nhầm hay không Ai nha tiểu tử ngươi đi theo ta bây giờ là giờ ăn sáng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à được căn cứ vào nguyên tắc người là cơm sắt là thép lục nhất cũng không để ý mình bị bác hạ cắt đứt tràn đầy chờ mong đi theo bởi vì hắn đêm qua tương đối bối rối cũng không tiếp nhận hạ bá tiên sinh dùng cơm mời lấy thân thể bệnh nhẹ lý do trốn đi nghỉ ngơi bây giờ nhắc tới ăn cơm lục nhất thật đúng là đói bụng hận không thể lập tức thưởng thức mỹ thực của thế giới tinh linh một lần hắn thế nhưng là thật sâu nhớ rõ, trước kia ở cô nhi viện cơm trưa thời gian, viện bên thường xuyên sẽ công khai phát sóng bảo khả mộng hoạt hình. Lục nhất cùng các đồng bọn khác một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên xem tiểu trí cùng tiểu cương bọn họ nấu nguyên liệu nấu ăn cho tinh linh. Cơm tập thể thơm ngào ngạt kia, đủ loại kiểu dáng mỹ vị kia, lục nhất đã sớm muốn ăn no rồi. Nhưng mà, hiện thực cũng không đầy đặn như trong lý tưởng. Trên bàn ăn trước mặt lục nhất, bày bốn năm món ăn nhưng những nguyên liệu nấu ăn này không ngoại lệ toàn bộ đều là rau xanh chay tình huống gì chẳng lẽ ông sáp là người ăn chay sao không ai nói trước cho ta biết lục nhất trực tiếp trợn tròn mắt hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình chờ đợi lâu như vậy tinh linh thế giới đại tiệc chính là này mấy đĩa rau xanh làm sao vậy không hợp khẩu vì sao bác hạ thấy lục nhất vẫn chưa thể hiện ra cảm giác ăn ngấu nghiến lập tức nhận ra khẩu vị của anh không tốt nếu không với trạng thái lâu ngày không ăn cơm như hắn hẳn là đã sớm ăn như hổ đói rồi mới đúng thật hao tổn tâm trí xem ra lão phu đoán sai rồi hạ tiên sinh vỗ vỗ óc mình vẻ mặt thoạt nhìn rất là ảo não lục nhất vội vàng mở miệng không 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 tôi chỉ không ngờ thức ăn ngài chuẩn bị cho tôi lại phong phú như vậy dứt lời lục nhất lập tức nhét vài miếng rau xanh vào miệng còn cố ý biểu hiện ra dáng vẻ rất ngon. Không thể phụ lòng thiện ý của bất cứ ai, cũng tuyệt đối không nuông chiều tật xấu của bất cứ ai, đây là phong cách làm việc của Lục Nhất nhất trong nhiều năm qua. Là một người xa lạ lần đầu gặp mặt, Bác Hạ đối với mình đã vô cùng tốt, Lục Nhất không có đạo lý làm cho đối phương cảm thấy mất mát. Nhưng chắc ló là một trong những trí giả đứng đầu thế giới tinh linh, sao lại không nhìn ra diễn xuất của hắn chứ? Ai, trách ta tự cho là thông minh lão phu nhìn dáng người ngươi tinh tế, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là người theo chủ nghĩa ăn chay chứ. Ở chung quanh đây núi lửa hoàn cảnh hạ, rau dưa là rất khó làm được, lão phu cố ý đem dự trữ tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn đều tìm ra, kết quả không nghĩ tới phán đoán xuất hiện sai số, không thể để cho ngươi ăn đến tận hứng. Rất ít người có thể cùng ta trò chuyện, ta cũng có thể mượn cơ hội này cho ngươi làm thêm mấy bữa cơm, cho ngươi hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Lại nói tiếp, lão phu không sở trường nhất thức ăn chính là rau xanh bởi vì bình thường rất ít có thể ăn được a à. bác hạ ngửa mặt cười to lục nhất bỗng nhiên cảm thấy mũi cay cay hắn buồn bực đầu cực lực khống chế cảm xúc của mình chỉ dám dùng động tác gật đầu để đáp lại hạ bá đây là lần đầu tiên trong đời lục nhất được đối xử dịu dàng như vậy thì ra những rau xanh này đã là nguyên liệu nấu ăn trân quý nhất của hạ bá hơn nữa còn đặc biệt lưu ý hình thể của mình mà lặng lẽ chuẩn bị kinh hỉ cho mình. Lục Nhất có chút nói không ra lời, hắn lúc trước ở cô nhi viện nhân sinh tương đối thê thảm, dù sao không phải mỗi nhà cô nhi viện đều có thể cho bọn nhỏ cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Bữa nào cũng có thịt, cơm áo không lo, đó là tiêu chuẩn cuộc sống của gia đình khá giả. Rất nhiều cô nhi viện chỉ có thể thỏa mãn ấm no của bọn nhỏ, đây cũng là nguyên nhân Lục Nhất hiện nay dáng người tinh tế. Hắn không phải không thích ăn thịt mà là mỗi ngày phân phối thịt vào trong bát của mình tương đối ít. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Nhất cũng thường xuyên chọn miếng thịt cho các em trai em gái nhỏ tuổi hơn mình. Hắn đã trải qua tàn phá, lại không thể thấy được khó khăn của nhân gian. Nếu như cảnh tượng có thể tái hiện, Lục Nhất nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn hạ bá khoản đãi. Chương 4 Khảo nghiệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5 Làm sao xử lý A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Người mới học cộng tác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 3 tháng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Công cụ tinh thông bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nhân sinh trận chiến mở màn ngay tại hôm nay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 VSC Tiểu Hỏa Long Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.